cái cây này nó có cái hay rằng nó sẽ trị gào và nó ngăn ngừa gào phát triển. Có nghĩa là gào chúng ta đang có, chúng ta trị cho nó dâng ra ngoài. Mà khi mà trị rồi thì nó ngăn ngừa chúng ta hình thành gào, cái da đầu hình thành gào. Có nghĩa là nó trị và nó ngăn ngừa hình thành đó. Cho nên rất là tốt cho cái vấn đề chúng ta áp dụng để chúng ta trị gào ha. Gào nếu chúng ta không trị, sau này nó sẽ thành rất là nhiều cái nấm da đầu, vẫy nến. Xin chào các anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ mang đến cho các anh chị mình một cái loại cây, một cái loại dược liệu mà thường chúng ta trồng ở trước sân để chúng ta lấy cái mùi thơm. Mùi thơm của nó rất là quyến rũ và rất là tự nhiên. Chúng ta hay chọn nó để trồng. Ngoài ra về mặt kinh tế nó thì trồng càng lâu có thật có thế đàng hoàng. Cái thế là thế trong cây cảnh đó, đẹp thì nó có thể lên tới vài tỷ. Nó rất là mắc tiền. Thì cái loại cây này ngoài việc chúng ta trồng kiển, trồng cảnh, chơi bonsai thì chúng ta sẽ vận dụng để vào những cái bài thuốc. Nó trị được những căn bệnh gì? Ví dụ nó trị được, hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường. Ví dụ những cái vết thương chúng ta hở và nó sẽ bị nhiễm trùng thì nó cũng sẽ ngăn ngừa nhiễm trùng. Ngoài ra thì khi mà chúng ta ăn vào nó khó tiêu, chướng bụng, lình bình thì nó cũng sẽ giúp chúng ta cải thiện rất là tốt. Đó. Và chúng ta trị gào và ngăn ngừa gào phát triển rất là tuyệt vời. Đó là cái loại cây gì mà tại sao mà trồng lấy mùi thơm mà kinh tế nó lại cao, giá trị nó lại cao mà nó lại làm thuốc được hay như vậy. Đây này cô bác anh chị. Đây này cô bác anh chị. Cô bác anh chị nhận ra cây này là cây gì không? Đây, nó đang ra rất là tươi tốt đây. Đây. Rất là tươi tốt luôn. Và cái hoa của nó đây. Cây này là cây nguyệt quế của các anh chị mình ha. Cây nguyệt quế. Cái hoa của nó rất là thơm. Buổi sáng và buổi tối, buổi chiều rất là thơm luôn. Hoa nó thì màu trắng tinh khiết như thế này. Cây này là cây nguyệt quế. Và hôm nay Hải sẽ chia sẻ những công dụng rất tuyệt vời từ cây nguyệt quế này cho các anh chị mình. Nó có thể trị gầu, nó có thể sát trùng và chống khuẩn được những cái vết thương hở. Ngoài ra nó có thể hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường. Và thêm vào đó nữa là một công dụng rất tuyệt vời là nó có thể giúp chúng ta trị được cái chứng ăn vào khó tiêu, lình bình, chướng bụng. Rất là tuyệt vời từ cái loại cây mộc cảnh như thế này, cây làm cảnh như thế này. Ngoài ra thì cái về cái kinh tế của loại cây này nó rất là tốt luôn. Cô bác anh chị mình trồng cảnh, trồng kiển, nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta trồng những cái loại cây ví dụ như cây mai hoặc là cây nguyệt quế. Nguyệt quế này nó vừa có cái phong thủy rất tốt và nó mang lại cho cái mùi thơm cho gia chủ và sự may mắn. Ngoài ra thì nó còn trị được một số bệnh. Bây giờ mình sẽ cắt một nhánh và mình sẽ chia sẻ bài thuốc cho cô bác anh chị mình ha. Thì mình đã chia sẻ cho các bác anh chị mình, đây là cây nguyệt quế. Cây này nó có cái vấn đề mà cái người ta tin tưởng về phong thủy nó rất là tốt. Các bác anh chị mình thấy cái đường lên đỉnh Olympia đó, cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, người nào thắng sẽ có cái vòng nguyệt quế đeo lên đầu. Vậy vì vậy cho nên cây nguyệt quế này tượng trưng cho sự chiến thắng, sự thành công, đỉnh cao, tột đỉnh. Cho nên là nó rất là người ta rất là trồng nhiều nó để làm phong thủy. Ngoài ra khi mà trồng cây cảnh nguyệt quế này mà nó có cái độ lớn của gốc, cái hoành gốc cao lớn, hoành gốc lớn ha, và có cái thế bonsai đẹp cổ thụ thì nó có giá đến tỷ bạc. Rồi thì để có cái bài thuốc từ cây đa dụng này, đa tác dụng này để làm thuốc rất đơn giản. Để có bài thuốc chúng ta trị được những căn bệnh ví dụ như lình bình, ví dụ như vết thương hở, ví dụ như hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và bệnh gầu, rất đơn giản. Nếu chúng ta bị vết thương hở thì trước hết nhà chúng ta có cái cây nguyệt quế thì các anh chị nên đem vào làm sẵn để đó, khi nào chúng ta cần thì chúng ta sử dụng ha.
chứ mà để khi mà chúng ta bị vết thương hở mà chúng ta làm thì không kịp. Để có cái bài thuốc dự trữ từ cái lá nguyệt quế này thì cô bác anh chị lấy cái lá cho Hải nè. Nè, cô bác anh chị bứt cái lá như thế này. Ha, bứt cái lá như thế này. Ngâm một nước muối loãng, rửa một nước sạch để ráo cho Hải ha, rửa sạch sẽ đi, bứt lá nè. Càng nhiều càng tốt, chúng ta làm nhiều chúng ta để xài lâu ha. Về chúng ta rửa sạch xong rồi, để ráo rồi chúng ta phơi cho thật khô ha. Sau khi chúng ta phơi khô rồi chúng ta sao sơ thôi, hoặc không sao cũng được đó. Và chúng ta cho nó giòn đi và chúng ta giả lấy bột, giả thành bột. Cái bột nguyệt quế đó chúng ta bỏ vào một cái gì đó để chúng ta dự trữ mà chúng ta sử dụng. Mỗi lần khi chúng ta bị vết thương hở để kháng khuẩn và chống viêm đó. Ví dụ như chúng ta đi rừng thì chúng ta làm gì có thuốc sẵn, hoặc là chúng ta ở vùng sâu vùng xa mà chúng ta quên mua thuốc để sẵn, thì vết thương đó nếu chúng ta chậm trễ nó sẽ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, bị sưng đau. Thì cô bác anh chị lấy cái bột sau khi chúng ta lau vết thương sạch sẽ rồi, chúng ta lấy cái bột của cái lá nguyệt quế chúng ta đã làm sẵn, rắc lên cái chỗ vết thương. Nó sẽ kháng khuẩn kháng viêm cực kỳ tốt cho các anh chị mình. Đó là cái tác dụng của cái bột lá nguyệt quế kháng viêm kháng khuẩn. Và bài thuốc thứ hai là cái bài thuốc giúp chúng ta là ăn khó tiêu, chướng bụng lình bình ha, chướng bụng lình bình, ăn khó tiêu chướng bụng lình bình, sình bụng sình hơi gì đó. Nói chung chúng ta ăn khó tiêu thì rất đơn giản. Các anh chị ra ngoài cái cây nguyệt quế của chúng ta, các anh chị lấy cho Hải là một nắm lá ngắt như thế này nè, một nắm lá nguyệt quế, đừng có non quá và đừng có già quá, lá vừa thôi, một nắm lá nguyệt quế tươi, ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch, các anh chị mình để ráo cho Hải và bỏ vào một cái nồi. Các anh chị đổ cho Hải 3 chén nước, nấu sắc lại cho Hải còn 2 chén nước, chia làm 2 lần uống trong ngày, sáng chiều hoặc trưa chiều vẫn được, uống trước ban cũng được, sau ban cũng được. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta trị được cái chứng no hơi sình bụng bình lình bình khó tiêu đó, từ một cái cây cảnh nhưng mà lại có tác dụng trị bệnh như vậy, thật khó tin. Nhưng nếu chúng ta bị mắc phải và nhà chúng ta có cây nguyệt quế, của anh chị mình nên thử một lần trong đời cho biết ha. Cái hoa cây nguyệt quế này chúng ta có thể ướp trà và chúng ta có thể uống trà, hôm nào mình sẽ chia sẻ sau cho các anh chị mình ha. Và bài thuốc thứ ba là cái bài thuốc trị hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường từ cái cây nguyệt quế này. Rất đơn giản, các anh chị lấy lá nguyệt quế cũng phơi khô, cũng rửa sạch, ngâm một nước muối loãng, rửa sạch một nước sạch, cũng phơi khô thật khô cho giòn. Chúng ta có thể rang sơ lên để cho nó giòn và chúng ta giả thành bột. Bột nguyệt quế đó chúng ta để đó vừa trị vết thương và vừa hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Mỗi lần sử dụng các anh chị lấy cho Hải là 5g. 5g, 1kg nó có 1000g. Một lạng nó có 100g. Thì các anh chị lấy cho Hải là 5g, có nghĩa là nửa muỗng cà phê thôi. Bột của lá nguyệt quế đổ bỏ vào một cái ly nước nấu sôi để còn ấm ấm, cái ly bà cao như thế này và nhỏ như thế này, đổ vào đó quậy cho đều ra uống. Mỗi ngày các bác anh chị có thể uống một lần, nếu nặng chúng ta uống 2 lần. Như vậy thì nó có thể giúp đỡ chúng ta hạ đường huyết, trị được cái bệnh tiểu đường, hỗ trợ và điều trị rất tốt. Nếu chúng ta nhà có trồng cây nguyệt quế thì chúng ta nên sử dụng để cho nó giảm tối đa những cái chi phí mà chúng ta phải mất đi từ khi mà chúng ta mua thuốc ở bên ngoài. Rồi, bài thuốc thứ tư, bài thuốc cuối cùng hôm nay từ cây nguyệt quế này, đó là cái bài thuốc trị gào và ngăn ngừa gào phát triển trở lại. Rất đơn giản, các bác anh chị lấy cho Hải 2 hoặc 3 nắm cái lá cây nguyệt quế như thế này. 2 hoặc 3 nắm cái lá nguyệt quế như thế này. Những các bác anh chị nào mà không biết cây nguyệt quế thì đây, nhìn kỹ lại ha, các bác anh chị mình ha. Sau khi chúng ta đã có 2 đến 3 nắm lá cây nguyệt quế rồi, các anh chị ngâm vào nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Các anh chị bỏ vào một cái nồi cho Hải, đổ cho Hải 3 lít nước, nấu sôi lên. Sau khi sôi, các anh chị để cho Hải từ 5 đến 10 phút nữa để cho những cái chất tinh dầu trong cái lá nguyệt quế này nó ra. Xong, tắt bếp để cho nó nguội đi. Còn ở độ khoảng chừng 25 đến 30 độ, còn ấm ấm hơi ấm thôi. Đó, các anh chị gọi trực tiếp lên cái da đầu chúng ta, trực tiếp lên. Ha, trực tiếp lấy gọi đầu. Đó. Gọi đầu xong, các bác anh chị lấy, nói chung là các bác anh chị làm gọi bằng cái nước này nha, làm ướt cái da đầu bằng nước này và chúng ta xoa nhẹ để cho cái tinh dầu của cái nguyệt quế nó thấm vào da đầu chúng ta và nó loại trừ được gầu và nó ngăn ngừa gầu. Sau khi chúng ta đã làm ẩm rồi, các bác anh chị quấn tóc lên và các bác anh chị lấy cái khăn ủ tóc lại cho Hải từ 15 đến 20 phút sau. Ủ lại 15 đến 20 phút sau và chúng ta gọi lại nước nước sạch bình thường.
không có gọi bằng dầu gội nha, gọi lại là bằng nước sạch bình thường đó. Như vậy các anh chị, nếu như chúng ta bị nhẹ từ 3 đến 5 ngày sau thì cái trứng gào của chúng ta đã rất tuyệt vời rồi. Cái cây này nó có cái hay rằng nó sẽ trị gào và nó ngăn ngừa gào phát triển. Có nghĩa là gào chúng ta đang có, chúng ta trị cho nó dăng ra ngoài. Mà khi mà trị rồi thì nó ngăn ngừa chúng ta hình thành gào, cái da đầu hình thành gào. Có nghĩa là nó trị và nó ngăn ngừa hình thành đó. Cho nên rất là tốt cho cái vấn đề chúng ta áp dụng để chúng ta trị gào ha. Gào nếu chúng ta không trị, sau này nó sẽ thành rất là nhiều cái nấm da đầu, vảy nến. Cho nên các anh chị mình nên cẩn thận về vấn đề gào, đừng có xem nhẹ nó, chúng ta nên trị kịp thời. Rồi, hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các anh chị mình 4 cái bài thuốc rất đơn giản: vết thương, tiểu đường, gào, chứng bụng sình hơi từ cái lá nguyệt quế này mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống. Ngoài ra trồng kiểng còn làm thuốc được nữa, tuyệt vời không các anh chị. Nếu nhà ai chưa có nên tiễn 1-2 cây về trồng trong chậu cũng được, trồng ở ngoài đất cũng được. Ngoài việc chúng ta trồng kiểng có mùi thơm cho gia đình, phong thủy nữa, rồi còn làm thuốc được thì rất tuyệt vời. Rồi, thì cảm ơn các anh chị mình đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hải không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị mình rất nhiều. Cuối video Hải chúc các anh chị mình có một cái sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.